Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 -8 -319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District bánh classic burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lý Đô Sài Gòn TV phát hành live trên hệ thống của Đài Băng Tần 56.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 ở vùng Houston, Texas. Quý vị nào chúng ta không có thể theo dõi được các chương trình trực tiếp của Đài thì có thể uh, theo dõi qua kênh YouTube là Lý Đô Sài Gòn TV Official trên Facebook và YouTube của Đài. Ấn like và subscribe để mà theo dõi và chúng tôi cũng đang live ở trên hệ thống website của đài là tv com à, ngày hôm nay là ngày thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 một lần nữa thì gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi chào đến chị Như Huyền cảm ơn Lê Thái chào Lê Thái Để Lê Thái có khỏe không à, em cũng khỏe à, chị thấy là buổi sáng ngày hôm nay thì à, à, cái giọng của Lê Thái nó trầm buồn hơn chút xíu à, à. nó mang hơi hướng của một người đàn ông trưởng thành À, chất giọng rất là trầm ấm đúng không chị ạ? À? Dạ là những ngày trước chưa có chuyển thành, có vẻ bây giờ mới trưởng thành. À? Mấy, <laughs> mấy ngày trước còn trẻ trâu quá đâu. Dẫn thưa thưa quý vị, ngày hôm mấy ngày hôm nay thì à, rõ ràng là thời tiết nó thay đổi, thành ra một số người cũng có một số cái thay đổi về cái thể thể tạng trong người, thể chất trong dạ. người như Lê Thái thì cũng hơi bị khang giọng chút xíu. Nhưng mà em nghĩ rằng là cũng có một số quý vị khán giả thích những cái giọng trầm ấm, à, một số người thích giọng thanh nhưng mà em nghĩ là hôm nay là cũng đổi phong cách nhờ cái bệnh đó mà mình thay đổi phong cách chút xíu có nghĩa là để cho cái giọng mình nó trầm buồn chút xíu nó mang hơi hướng của một người đàn ông trưởng thành chút xíu <laughs> mong lê thái là khỏe thôi kìa lê thái Cảm ơn chị. và như kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thưa quý vị cũng như thường lệ là Nhi huyền và lê thái sẽ đưa đến cho quý vị những cái bản tin về khoa học kỹ thuật đời sống hàng ngày của chúng ta và trước khi vô bản tin thì nhi huyền cũng khuyên và cần... Uh, xin cho quý vị giữ gìn sức khỏe vì cái thời tiết ở Cali June gloom mà nó rất dạ là âm vâng. u mặc dù nó ấm nó nóng thưa quý vị nó bắt đầu nóng lên rồi và cũng lạnh khi lạnh khi nóng như vậy nên quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe không thôi bị cảm giống dạ vâng. Lê Thái <laughs> just kidding dạ vâng cảm ơn chị Duy Huyền uh, và kính thưa quý vị chương trình cà phê sáng thì chúng tôi vẫn gửi đến quý vị những cái thông tin uh, đời sống xã hội khoa học kỹ thuật và animals những thông tin vô cùng quen thuộc uh, chung quanh cuộc sống của chúng ta thông tin đầu tiên thì như quý vị cũng đã biết hiện nay về vấn đề chính trị một số quốc gia người ta đã sử dụng một số cái con động vật để mà làm gián điệp gián điệp ở đây một số quốc gia như em không biết là có những quốc gia nào đang tiến hành làm những cái công việc đó nhưng ừ. đầu tiên thì theo những cái thông tin mà những cái báo chí truyền thông thông những hãng thông tấn của nước ngoài á thì người ta đưa tin là nước nga là một trong những cái đất nước từ trước đến nay đã sử dụng khá nhiều những con động vật để mà làm gián điệp ừ. thả những Trung Quốc thì thả những cái chiếc kinh khí cầu rồi có khi mà bồ câu, có khi con này con kia nhưng trong quá khứ thì nước Nga đã dùng một cái con cá voi và cái con cá voi này là con cá voi trắng <laughs> à, giống beluga. Beluga này là một cái con cá voi mà quý vị nào vào trong Sea World thì quý vị cũng sẽ thấy cái con này Để vô thương. cùng dễ thương và vô cùng thân thiện. Và kính thưa quý vị, con cá voi trắng này đã bị nghi là gián điệp của nước Nga đang di chuyển và nó có thể tìm kiếm bản tin. Tuy nhiên thì dường như là cái con này đang bơi sai hướng hoàn toàn. Và theo cái tạp chí Life Science đầu tháng 6 vừa qua đưa tin, thì con cá voi này tên là Vadimir là một cái con cá voi trắng được khoảng là 13 cho đến 14 tuổi. Và Vadimir được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2019 ở vùng biển giá lạnh ngoài khơi của Finnmark, phía bắc của vùng biển Na Uy. Và nó có đeo một cái bộ vòng đai có dòng chữ là thiết bị của St. Petersburg và cái bộ đai này nó không nằm trong bất kỳ cái dự án nghiên cứu nào về cá voi trắng của thế giới và dường như là có chỗ để gắn cái những cái camera GoPro cùng những cái thiết bị theo dõi khác. Và dù không có một cái đồ vật nào được tìm thấy lúc đó, nhưng cái con cá voi mà Vladimir này nó không tỏ ra nó sợ hãi con người chút nào cả. Là người ta nghĩ rằng là chắc chắn là con này nó sẽ được chăm sóc rất là đặc biệt và ít nhất là được huấn luyện bên cạnh con người từ rất là lâu rồi và điều này càng củng cố cái suy đoán con cá voi này là gián điệp của nước Nga. Và Nga cũng chưa bao giờ chính thức lên tiếng về cái cáo buộc này. Cái bộ đai này đã bị tháo ra khi các nhà chức trách phát hiện con Vladimir này lần đầu tiên vào năm 2019. Và cái tổ chức One Well là một cái tổ chức phi lợi nhuận của Na Uy chuyên bảo vệ con cá voi, à, voi rất là nhiều loại cá voi và trong đó cái con mà Vladimir này thưa quý vị. Họ cho biết rằng là trong 3 năm qua, cái con cá voi này phần lớn thời gian thì nó ở phía bắc của Na Uy. Nhưng không biết lý do tại sao thì hôm đầu tháng 6 vừa qua, à, thì tổ chức One Well này trông thấy cái con này nó gần với lại hơn Train. Đây là một cái vùng biển ngoài khơi của phía tây nam Thụy Điển sau khi con vật bơi nhanh theo hướng nam. Tuy nhiên thì hướng bơi hiện nay của các con cá voi trắng này, nó mau chóng đưa nó vượt xa ra khỏi cái môi trường sống tự nhiên. Và phần lớn thì như quý vị cũng đã từng biết, con cá voi trắng này, nó khi mà đến một cái lứa tuổi 15, 14, 15 tuổi đó, thì cái hóc môn mà có môn về sinh lý của những cái con cá voi này nó tự động nó trỗi dậy và nó thường nó đi tìm bạn tình và theo cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia của hoa kỳ viết tắt là noaa người ta nói rằng là cá voi trắng là loài có tính xã hội rất là cao và cái nhóm nghiên cứu này nghi ngờ con Vladimir này nó không tiếp xúc với thành viên cùng loài từ khi nó bắt đầu nó được theo dõi từ năm 2019. Và cá voi trắng là nó chỉ sống chung quanh ở vùng Bắc Cực thôi quý vị và những cái khu vực như là quần đảo <laughs> à, Volbar ở Na Uy hoặc là Greenland, Canada và Russia là của nước Nga. Và các chuyên gia người ta không biết lý do tại sao mà con này nó lại có thể bơi sai hướng và nó được thả từ Nga vào vùng biển Na Uy trong nhiệm vụ và không quen cái khu vực này. Người ta có nghĩa là có có nghĩa là tại vì cái con này nó không có quen hướng và nó có thể nó bơi ngược cái, cái, cái chiều thay vì nó bơi về hướng bắc cực để mà tìm bản tình thì nó lại bơi về cái hướng ngược lại để mà nó tìm bằng tên thì wow. rất là khó tại vì nó chưa bao giờ nó quen vùng biển này cả. Và à, tất cả các nhà quan sát ở Hoa Kỳ cũng như là ở Thụy Điển người ta à, bắt đầu người ta đang xin giấy phép của tổ chức One Well để mà có thể mà di chuyển cái con cá voi này về đến Vịnh Na Uy nơi con này sẽ trải qua phần đời còn lại của nó à, vào à, trong cuối đời. Và đây không phải là lần đầu tiên thưa quý vị, Nga bị <laughs> nghi ngờ là huấn luyện động vật biển có vú cho mục đích quân sự vào tháng 4 năm 2022 thì về để tin của nước này đã hé lộ một cái huấn luyện viên và uh, những cái con cá heo canh gác trong những cái căn cứ ở Crimea và hải quân Mỹ cũng đã huấn luyện cá voi và sư tử biển để hoạt động quân sự từ năm 1959 rồi. Wow, nhưng mà cái con những cái con cá này nó rất là dễ thương nó đẹp nhất dễ nó dễ thương nhất mà nó cute nhất và mà cái màu nó trắng. <laughs> Nhìn sạch sẽ dễ sợ. Mà nó rất là friendly nha, nếu như à chỉ hả? có DC World thì chỉ có thể tiếp xúc nó vô cùng dễ thương. Dạ. cảm dạ. ơn Lê Thái. Thưa quý vị À, cũng tiếp nối chương trình với Lê Thái thì như muốn nói tới những cái con chim cánh cụt những cái vị quý vị nào mà thích đi zoo ở California thì có Santa Ana Zoo còn ở bên Texas thì có một cái zoo rất là nổi tiếng gọi là El Paso thì những con chim cánh cụt này mà cái con chim cánh cụt này gọi là Magellan là một trong những con chim cánh cụt rất là nổi tiếng và nó đang trong cái khu vực đó đang nằm trong cái sự lo sợ là tiệt chủng đó thưa quý vị vào năm tới sẽ được triển lãm ở sở thú El Paso ở Texas cuối năm 2023. Nên quý vị nào ở Texas thì nhớ tới cái zoo này để đi xem. Thì cái con chim cánh cụt ngoại này gọi là con chim Magellan sẽ tới sở thú. Và thật sự nó có thể tới sớm hơn nữa thưa quý vị. Nhưng mà tùy theo cái chương trình thì cái tin này họ sẽ cập nhật tiếp và như sẽ đưa đến cho quý vị. Vào thời điểm El Paso sẽ triển lãm những con chim cánh cụt và sẽ mở cửa ở một uh, ở mở cửa và nhiều gọi gọi cái thành phố đó là Sun City và chim cánh cụt ở Megalon được tìm thấy ở Nam Mỹ vì được chọn chúng có thể chịu được nhiệt độ cao hơn và khí hậu khô cằn uh, giống như ở trong một cái khu sa mạc như vậy tình trạng hiện tại của con chim cánh cụt này gần như bị đe dọa do mất nguồn thức ăn của ngư dân do thương mại do mối đe dọa của môi trường sự thay đổi của khí hậu và theo những cái thông tin về động vật thì những con chim này đang nằm trong mối đe dọa là bị tuyệt chủng. Và triển lãm này nó sẽ được kéo dài trong suốt mùa hè và những con chim cánh cụt này cũng sẽ được đưa đi ở những nơi sở thú của Hoa Kỳ. Tuy nhiên khi mà những con chim chim cánh cụt này họ được đang ở những cái sở thú đó thì nó nó sẽ được một cái môi trường rất là tiến bộ, cái môi trường đầy đầy đủ thức ăn và mọi thứ để mà chăm sóc con chim cánh cụt này và nó có khu vực như cảnh dưới nước không gian tương tác cho những cái con chim cánh cụt rồi họ xây ra những cái cảnh quan tự nhiên những bờ đá chỗ ngồi khu giả ngoại cho những con chim cánh cụt này nó đi chơi và bảo tồn những cái con chim này thưa quý vị và ở sở thú này sẽ có những người mặc cái bộ đồ như là một cái con chim cánh cụt như vậy để mà chào đón những người vô thăm những cái con chim cánh cụt và nó rất là đặc biệt Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và kính thưa quý vị. À, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần Như Huyền và Lê Thái. Xin quý vị và quý hình. chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài.